hàng Việt Nam có nhiều vụ bê bối như cưỡng chế đất, công an hối lộ, sao anh lại binh Việt Nam đến vậy? Anh cảm thấy em có một cái cú lái hơi bị gắt ở cái đoạn cua này, đúng không? Anh đọc lại cái câu nói của em nha. Anh cảm thấy em có một cái cú lái nó hơi bị gắt á. Em đi học bằng lái mà lái như vậy là thầy không có cho phép đâu, cán vạch nha em. Bạn hãy đưa ra vấn đề như vậy nè các bạn. Ở Việt Nam là có nhiều vụ cưỡng chế đất, đúng hay sai khoan bàn nha. Ở Việt Nam công an ăn hối lộ đó, vậy tại sao anh binh Việt Nam? Mày thấy mày lái không mày? Đáng lẽ cái câu của em phải nói như vậy. Ở Việt Nam có nhiều vụ cưỡng chế đất, tại sao anh lại binh cưỡng chế đất? Ở Việt Nam có nhiều vụ công an ăn hối lộ, tại sao anh lại binh công an ăn hối lộ? Đó, tại vì em mới chỉ ra hai cái sự việc nó nằm ở trong cái vấn đề của Việt Nam, xong cái em bỏ đi những cái sự việc, em đẩy một đứa đất Việt Nam qua bên, em gán cái tội anh di binh Việt Nam, trong khi Việt Nam tồn tại hai vấn đề này, em đang lái lụa anh đó, nha. Anh không chấp nhận người khác lái mình như vậy đâu. Em phải đặt lại vấn đề cho nó rõ đi. Bị anti chửi có cay không anh hả? Hỏi anh hả? Anti không bao giờ nhìn trong mắt, đúng không? Anti không bao giờ nhìn trong mắt. Anh có cái láo lắm, nói chung như Nguyễn láo lắm mà, thông cảm nha. Cộng sản việc gì, cộng sản và tự do anh thích bên nào? Cái câu nói của em không thể so sánh được. Cộng sản và tự do không liên quan, đúng không? Không liên quan thì không thể so sánh được. Đó, thí dụ như em hỏi anh vậy, anh Duy đó và cọng cỏ không được, đúng không? Anh Duy là động vật, cọng cỏ là thực vật, thì làm sao em có thể liên kết chữ và ở đây được? Nó vô duyên, nó không đúng. Em phải hỏi vậy nè, cộng sản và tư bản, anh Duy thích cái nào đó? Hoặc là nô lệ và tự do, anh Duy thích cái nào? Như vậy nó mới chuẩn. Em bữa nay nãy giờ anh thấy tụi em hỏi nó hơi bị gai gai rồi đó. Ráng mình đặt câu hỏi cho nó chính xác chưa? Việc tách nhiều đô thị hay thị xã có gây tiêu tốn tiền của không? Cụ thể đi em, làm sao? Cụ thể nghe. Các mác ở Đức bị coi thường lắm. Liên quan không có gì các bạn, chỉ nó bình thường, đúng không? Người ta có thể có quyền coi thường cái này, coi thường cái kia. Ok, không vấn đề, no problem. Đó. Nhưng mà ở Việt Nam không coi thường các mác là được. Vậy thôi. Đó. Cũng là cái tội Liên Xô á, nó coi thường các mác thời cuối đó bạn. Phủ định sạch trơn giá trị vai trò các mác. Ăn ghen. Thời của ông nào cũng có ba chớp đó. Nó làm cho cái xã hội nó bị rất là nhiều tiêu cực. Đó. Một cái xã hội nó yếu kém, một xã hội nó lỏng lẻo, nó tham nhũng, nó trì trệ, nó không chịu đổi mới. Đó. Rồi bị những cái thế lực ngoại quốc nó diễn biến hòa bình, nó để một phát mục tiêu bà cái Liên Xô luôn, đúng không? Xong rồi tới thời của Yeltsin 18 năm, ủa nhiêu ta? Yeltsin là từ năm 91 phải không? Từ năm 91 tới năm 99 là nhiêu năm? 8 năm đúng không? 8 năm, 8 năm cầm quyền của Yeltsin để cho đất nước Nga nó đều hiu quạnh luôn. Từ một người mà gọi là hét ra lửa thời chiến tranh lạnh, bây giờ thở ra khói. Không nhờ Putin đại đế là Nga đi bán muối luôn rồi. Mà nói thiệt chứ nói tới đây thích Putin đại đế ghê mà. Vô một phát Putin đại đế nha. Anh Duy nói hay tự do và nô lệ chọn cái nào? Hôm nay sao trẻ trâu trở nên nguy hiểm vậy? Tam quyền phân lập làng sao anh, là kiểu mô hình của Mỹ em. Mô hình của Mỹ. Mô hình nó có ba cái nơi. Quyền lực nó không tập trung mà nó là ba nơi. Cái tòa án, cái chánh phủ, cái quốc hội. Thí dụ như giờ ông làm tổng thống là sướng nhất, đúng không? Tổng thống Mỹ là sướng nhất. Cứ ra ngoài đường chém gió thoải mái đi.
mày chém banh nhà lòng, mày chém cỡ nào chém mày không cần chịu trách nhiệm đó. Tam quyền phân lập là thằng tổng thống không cần chịu trách nhiệm em, đúng không? Nó không cần chịu trách nhiệm. Nếu mà cái đó mà nó cảm thấy vi hiến, cái đó mà nó cảm thấy nó hắt được đó, là thằng tòa án nó quốc đầu không cái bon liền vi hiến tao chặn. Ví dụ đã, ví dụ như là hồi lúc mà Donald Trump mới lên làm tổng thống, đúng không, mới lên làm tổng thống, thì Donald Trump ký một cái số sắc lệnh cấm nhập cư gốc Hồi, cấm chín nước hay bảy nước gì đó quên rồi, không được nhập cư vô nước Mỹ, tại tao ngăn chặn khủng bố. Xong rồi cái đạo luật đó chưa chưa được thi hành, nó ở bên tòa án á, ông này gì quên bà tên rồi, ông cảm thấy cái đạo luật này vi hiến, chặn lại, không cho Donald Trump thực hiện. Khỏi đầu ở trên mày lão, không được ra chính sách này không được thông qua. Rồi ngồi đó ngó, tức chữa thề thôi. Bên quốc hội với bên kia cứ lên mạng xã hội. Đó. Rồi cái khác nữa, ví dụ như bây giờ lúc mà Donald Trump cũng mới lên làm tổng thống luôn, ngày đầu tiên ông làm tổng thống á, ông ký Mỹ rút lui khỏi TTP. Đã. Trong khi những tổng thống Obama ngày trước đi lo cho TTP rất là nhiều, ký rút lui đó, nhưng mà ông ký là chuyện của ông thôi. Đã. Mai mốt ra quốc hội ta quyết định lần nữa, ví dụ như quốc hội không được Mỹ phải vô là ông phải chịu. Đã. Kiểu nó như vậy đó. Ví dụ như giờ có những cái quyền tổng thống có được, mà có những cái quyền tổng thống là phải hỏi ý kiến của quốc hội đó, là hệ thống luật pháp nó vậy đó. Bởi vậy chuyện của Mỹ cũng đừng nên tin nhiều nha, chừng nào quốc hội nó ok thì chắc chắn nhất là mấy việc lớn. Còn Việt Nam mình đơn giản, Việt Nam mình nói chung hợp hạnh nhau hết bà rồi, dễ lắm em, anh thích dễ lắm. Bởi vì tiếng nói của Việt Nam mình nó có trọng lượng đó, mình nói một là một, nói hai là hai, nó uy tín mấy em. Ví dụ như bây giờ Việt Nam mình đi qua bên Cuba đi, xóa nợ cho Cuba, vậy là xong rồi đó, khỏi có về bàn luận cãi lộn gì hết trơn á. Nó chứ nhiều khi mà ở bên Mỹ đi, ví dụ như qua Việt Nam cho Việt Nam 50 tỷ đi, ai biết được đâu, trên muốn qua Việt Nam mong mấy gái không thấy rồi, mà Việt Nam gái đẹp nhiều quá, thôi giờ ta cho Việt Nam 50 tỷ ký chơi vậy đó, xong rồi về gặp quốc hội không chịu, thượng viện hạ viện Mỹ không chịu, đô ra trong bữa đang áo đá không, cái này không được thông qua, tao không cho 50 tỷ. Vậy là chuyện của Donald Trump hứa cho 50 tỷ là kiểu như phù du. Nó tóm lại tam quyền phân lập là gì, nó có ba chỗ quyền lực chia sẻ nhau đó, quốc hội, tòa án, chính phủ. Mệt quá, vụ bỏ xăng A95 anh thấy sao? Anh nói rồi anh không có đồng tình. Thủ tướng Pháp khen chồng gì? Thủ tướng Pháp khen chồng thủ tướng Úc ngon. Thủ tướng Pháp khen chồng thủ tướng Úc. Đức vừa khánh thành tượng Các Mác hôm nay nha Duy, vậy ha anh. Ngày xưa Tổng thống Mỹ cũng hứa bồi thường chiến tranh Việt Nam, nhưng xù còn gì, hứa cho nó vui mà. Thì mình đã nói với bạn nhiều lần rồi, Mỹ là một cái quốc gia mà thằng Tổng thống nó ra ngoài đường nó chém gió, nó không cần chịu trách nhiệm. Đó, vậy đó, sướng nhất làm Tổng Mỹ, anh cũng thích vậy đó. Đó, nếu mà anh cho làm Tổng Mỹ đi, má bị chém gió khắp thiên hạ luôn. Không cần phải chịu trách nhiệm, làm 4 năm bị đuổi xuống được nữa. Chừng nào Việt Nam mình mới đá World Cup, chừng nào em đá hay bằng thằng Ronaldo á, thì Việt Nam mình đi đá World Cup nha. Liệu các giáo sư yếu kém đến mức loại bỏ xăng tốt sao? Ủa cái chuyện bỏ xăng liên quan tới chuyện giáo sư yếu kém em? Em thông não cho anh vụ này em chưa hiểu mà. Bỏ xăng liên quan tới chuyện giáo sư. Việt Nam Cộng Hòa hèn chi theo mô típ này, hèn chi Đào Minh Quân toàn xạo không. Kiểu như vụ Nixon đem không quân cứu thiệu mà quốc hội không cho. Nói chuyện
chuyện gái gú đi anh. Rồi chuyện gái gú nói sao? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Ronaldo hay Messi giỏi hơn? Duy Nguyễn giỏi nhất nha. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Thủ gì? Thủ tướng Đức mà lại phát biểu trước công chúng là vợ thủ tướng Úc ngon, bó tay. Bên bển nó tự do tình dục mà bạn. Thủ tướng hay gì tâm là con người thôi, chứ mình đâu có cần phải xét nét quá như vậy. Không có thấy hình vợ của ông Donald Trump bữa đó lên gì bò qua Pháp chơi đó, chụp hình chung với vợ của tổng thống Pháp phải không? Macron gì đó. Hai bà ra, bà kia thì già mẹ sắp xuống lỗ rồi, còn cái bà vợ của Donald Trump á thì phơn phở mùa xuân. Nó ngược bạn. Trời đất ơi, mẹ đích của vợ Donald Trump một cái căng tròn một đồ mỏng nữa bạn, chụp hình cái một bà kia sẽ lúc một bức ảnh rất là nhịp hàng ngoại giao. Nó thiệt, có gì đánh giá là bức ảnh đó mẹ vợ của Donald Trump chơi chó thiệt, chơi nhịp hàng ngoại giao bạn. Nó thừa biết á là vợ của tổng thống Pháp là già sắp xuống lỗ rồi, còn bà này còn trẻ nha, cái mông bà chà má câu nhầm nè, tấm hình đó anh quên rồi, trên mạng có đó bà kiếm đi. Đó, hai người đứng quay cái lưng ra vậy nè, reporter đằng sau nó chụp bập vậy đó, dìm hàng bà vợ tôi không Pháp khỏi chỗ chê luôn đó. Bởi vậy đi cái chiến đó nó hơi bị so le mấy bạn. Bạn tưởng tượng cái đi nhìn rất giống như y là vợ chồng của cái gì à, đô gì Donald Trump à, Donald Trump mà đi gì à, đi gả chồng cho con gái đúng không? Rồi ngược lại thì cái bà vợ của Macron nó đi cưới dâu cho con trai. Nó vui đó bạn. Cái vụ đó nó mắc cười lắm. Bạn nào có nghiên cứu chính trị nói bạn nó hiểu. Còn các bạn trẻ chắc không hiểu đâu. Cái vụ đó tiếu lắm. Đấy, tổng thống Pháp trẻ đúng không? Khỏe, đẹp trai. Mà vợ tổng thống Pháp ói. Ngược lại à, vợ Donald Trump á, với con gái Donald Trump nhìn chảy kè. Donald Trump nhìn ói. Hai bên đi ngoại giao với nhau. Nhìn đẻo thiệt chứ. Lúc trước mình thích ông này lắm, nhưng càng xem ổng càng da dẻ ta đây. Trời đất ơi, mày thích tao lâu mà sao mày viết chữ sai từ lúa vậy? Thích lại đi nhé. Nói chung là mình cũng cảm ơn bạn thích mình, nhưng mà mình thấy sau một khoảng thời gian bạn thích mình, sao bạn không có lên level được chút nào hết trơn vậy? Cố gắng chịu cho nó đúng bạn. Sau này viết đơn này nọ nó quan trọng nha. Đơn từ này nọ đi ra ngân hàng làm thẻ ngân hàng, thẻ ATM đó, thì mình cũng phải điền thông tin cá nhân. Nó mình phải biết viết chữ cho nó đàng hoàng. Bác Hồ ngày xưa đã chịu khổ rồi, giúp cho dân ta xóa nạn mù chữ. Thì mình đã được đi học quá thì mình cố gắng. Mình cố gắng đi. Đừng viết sai chính tả quá nhiều. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đất nước mình hội nhập rồi, đúng không? Hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế. Thì từng người dân Việt Nam chúng ta, đúng không, phải là một chiến sĩ cách mạng trong thời bình. Đó, đừng phụ lòng tình yêu của bác nha. Hồi chiều em bị giao thông bắt xe, em hỏi chừng nào em mới được thả. Anh nói chừng nào Việt Nam vô địch World Cup. Thằng nào bắt xe mày hại vậy? Chào anh Hoài Tô. Chải ke là sao anh Di? Thằng này đóng hiệu Di chải ke luôn hả? Nói về Bonsa thủ đô tị nạn, không phải Bonsa thủ đô tị nạn mà quận gì Orange County, lộn Lido Sài Gòn mới là thủ đô tị nạn. Chém gió bán hàng luôn mấy đứa, tranh thủ kiếm ít đồng. Tao nói rồi, tiền mày có chơi nhiều không, đúng không? Tiền mày chơi nhiều thì mày đưa đây tao xài, còn tiền mày không chơi nhiều mày cầm cái mỏ chó mày lại. Đâu tao đam cho một câu đường nào mà cũng chết hết trơn, sao một lúc kinh nguyệt chứ trời. Bà thấy ông Duy Nguyễn đam nó câu đó, bảo đảm nó chết, nó không có trở mình được cái đường nào hết á. Nếu mà nó chê tiền thì nó phải đưa tiền cho Duy xài, đúng không? Còn nếu mà nó không chê tiền thì nó phải cầm cái mỏ chó nó lại, kiểu nào Duy Nguyễn cũng thắng hết, đúng không? Mình tranh luận với người ta mình luôn thua, mà cứ ló cái đầu vô tranh luận hoài chịu.
Mai được nghỉ giờ thức chơi khô máu với anh. Ghê vậy mày. Chơi chục đỉnh thôi, chơi khô máu luôn mới chịu hả? Đồng đô la gì? Đồng đồng ADA lên 20%. Đồng ADA là đồng gì tao? Tiền ảo hả? Nhớ hồi xưa lúc mà anh đi tập gym và mấy anh trẻ trâu nó ngồi chặn đường anh mà lúc đó trời mưa đúng không? Dạo này ít thấy mấy ít thấy các bạn ba đường thẳng song song nhỉ, không biết đi đâu mất tiêu rồi. Ngủ sớm cho khỏe anh Duy. Ngủ sớm gì, mới giờ ngủ gì, chơi chừng nửa tiếng tiếng nó đi ngủ, 12 giờ ngủ, 1 giờ cũng ngủ cũng được. Bọn ba sọc cho mấy thằng kia vài đô bắt vào đam anh Duy mà toàn bị chửi, không biết tối có ôm gối khóc không nữa. Cái gì vô đam anh được vài đô luôn hả? Đã vậy, vô nhiều nhiều đi mình chia. Tiền điện tử không phải tiền ảo anh ơi, làm ơn phân biệt. Thôi kệ mày, tao không tranh luận mày. Mày chơi gì chơi, kệ mày, tao không tranh luận, tao cũng chả cãi nha. Động tác nào làm cho cơ bụng có 6 múi? Động tác uống bộ ba thần thánh em. Anh luôn nói một cá nhân làm sai không ảnh hưởng đến một tập thể, nhưng chắc chắn rằng một cá nhân sai sẽ tiêu cực về quản lý tập thể yếu kém nên mới vậy. Hay đồng ý với tiêu cực nhắm mắt nằm ngơ. Nói chung những cáo buộc của em nó xàm quá em, đúng không? Một cá nhân làm sai thì không thể đánh đồng cho một tập thể, đúng không? Mà chắc chắn là một tập thể cũng không muốn cá nhân nó làm sai, đúng không? Một cá nhân trong một tập thể thì sẽ có đúng có sai. Bản thân em ở trong một ngôi nhà thì cũng có những lúc em mất lòng với cha mẹ, cũng có những lúc em giận, có những lúc em vui, đúng không? Bản thân một cái chiếc đũa nằm trong một bó đũa thì nó phải va chạm, và một cái chén nó nằm ở trong một cái kệ chén thì nó cũng phải kêu rộn rà rộn rẹt. Cái chuyện đó là chuyện bình thường đó. Và cái cá nhân đó nó sai trong tập thể đó thì tập thể đó xử lý cái cá nhân đó, ok? Mình tự nhiên mình tranh luận, mình cãi nhau cái vấn đề làm gì? Đối với anh không cần thiết mà. Nhắm mắt làm ngơ, không nhắm mắt làm ngơ gì, đúng không? Giờ bạn muốn sao? Đi sâu sâu vô đi, giờ muốn sao? Cái nào gọi là cá nhân mà cái đầu là tập thể? Sai sai cái gì và nhắm mắt làm ngơ cái gì? Kệ nó đi, có tiền là được rồi. Cái gì à? Dùng sản phẩm có bị phụ thuộc không anh Duy? Có, sẵn có trời. Giống như có vợ ghiền nhá. Bữa kia em không đi tập gym mà em uống cái ten BCA, sáng dậy nhập viện luôn anh. Xạo. Nếu anh yếu kém anh có bị sa thải như Steven Jobs không anh? Trời đất, cái công ty tao độc tài mà bố nào dám sa thải tao, đúng không? Trời đất ơi, Steven Jobs á, nó lại gì ta? Là CEO rồi đúng không? Là CEO này nọ, quản lý này thôi, hình như là thuê về đúng không ta? Hình như là công ty Apple là thuê CEO, thuê Steven Jobs về đúng không? Đúng không? Tao muốn người ta quyền tao đổi, tự nhiên là sao sao bằng vậy được mẹ? Mình là công ty, mình công ty tập trung quyền lực nha. Mình là công ty, mình thuộc chế độ độc tài. Đó, mày đuổi tao là cỡ như BBT sập luôn đó.